Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2024-2025, thành phố có trên 17.400 học sinh lớp 9, tăng gần 1.500 học sinh so với năm học trước. Những quy định về kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm học 2023-2024. Tuy nhiên, để trúng tuyển nguyện vọng như mong muốn thì thí sinh cần có vài lưu ý. Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển ở tất cả 28 trường trung học phổ thông công lập. Các trường tuyển sinh từ 65% đến 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Em dự tính thì sẽ đặt nguyện vọng 1 là vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng và phân môn tiếng Anh, và nguyện vọng 2 là ở trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Thì trong giai đoạn này thì bản thân em và các bạn luôn là tìm kiếm và tìm hiểu về những cái thông tin, những cái quy định về việc chọn trường chuyên, và đồng thời cũng tham khảo từ các anh chị đi trước, cũng như là cần cái sự hỗ trợ tư vấn rất là kỹ càng từ giáo viên chủ nhiệm. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng. Nguyện vọng 1, trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Nguyện vọng 2, học sinh được chọn một trong hai hình thức sau. Hình thức thứ nhất, nguyện vọng 2A, trường trung học phổ thông công lập thứ nhất trên địa bàn tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trường trung học phổ thông thực hành sư phạm. Hình thức thứ hai, nguyện vọng 2B, trường trung học phổ thông công lập bất kỳ trên địa bàn thành phố. Để được tham gia xét tuyển nguyện vọng này, thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của trường đăng ký dự tuyển từ 10% trở lên. Nguyện vọng 3, trường trung học phổ thông thứ hai trên địa bàn tốt nghiệp trung học cơ sở. Nguyện vọng 4, trường trung học phổ thông thứ nhất bất kỳ trên địa bàn thành phố. Nguyện vọng 5, trường trung học phổ thông thứ hai bất kỳ trên địa bàn thành phố. Đối với là nguyện vọng 1 xuống nguyện vọng 2 thì các em được quà kết quả. Tuy nhiên thì từ nguyện vọng 2 xuống nguyện vọng 3, cũng như là nguyện vọng 3 xuống nguyện vọng 4 và 4 xuống nguyện vọng 5 thì là cái tỷ lệ là cũng như là tỷ lệ số lượng tuyển sinh đó thì nó thấp, và cái thứ hai nữa là số điểm thì tăng cao qua là từng cái nguyện vọng. Do vậy là cái việc là đăng ký tuyển sinh của các em là phải tập trung đăng ký là vào cái là nguyện vọng là 2 để đảm bảo là các em là trúng tuyển vào các cái là trường trung học phổ thông. Mỗi thí sinh thi tuyển 3 môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, ngữ văn, toán, nhân hệ số 2. Tuyển sinh trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thí sinh thi 3 môn: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn chuyên. Môn chuyên là toán, ngữ văn, ngoại ngữ thì thi 2 bài thi. Một bài thi môn không chuyên và một bài môn chuyên. Bài môn chuyên có yêu cầu cao hơn, đối với chuyên tin thì thí sinh có thể chọn môn chuyên là môn tin hoặc toán. Lịch thi: ngày 5 tháng 6 năm 2024, sáng thi toán, chiều thi ngoại ngữ. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, sáng thi ngữ văn. Ngày 7 tháng 6 năm 2024, sáng thi các môn chuyên.